Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một action mới để chúng ta thực hiện ví dụ với filter John. Filter này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một chuỗi từ một mảng ban đầu. Tôi sẽ tạo ra đó là index 6 action. Và tôi cũng thực hiện tạo ra tập tin view cho index 6 action bằng cách chúng ta sẽ copy tập tin index 5.html. Và tôi sẽ thay đổi phần tên của tập tin đó là index 6.html. Bây giờ tôi thực hiện truy cập vào tập tin này. Tôi sẽ giữ lại phần mảng của chúng ta và tôi thực hiện thay đổi tên cho array này. Bây giờ tôi đặt tên đó là array John. Và các phần tử của mảng này chúng ta sẽ giữ nguyên. Tiếp tục, tôi sẽ xóa đi câu lệnh này và nội dung này tôi cũng thực hiện xóa đi. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng một vùng lập để duyệt qua đó là mảng array John. Sau đó tôi cũng thực hiện echo ra giá trị của key và value thuộc về mảng array John. Trong cặp thể B này tôi sẽ thực hiện thay đổi đó là before filter John. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào đó là index 6 action. Tôi sẽ nhập vào đây phần đường dẫn đó sẽ là index 6 action. Như các bạn thấy chúng ta đã echo ra được đó là phần key và value của mảng array John. Bây giờ tôi sẽ sử dụng đó là filter John để chúng ta tạo ra một chuỗi và chuỗi này sẽ có giá trị được tạo ra từ các giá trị value của mảng array John. Quay trở lại phần trình soạn thảo. Bây giờ tôi sẽ copy đó là câu lệnh này để chúng ta bắt đầu tạo ra một chuỗi thông qua array John. Tôi sẽ tạo ra một chuỗi và chuỗi của chúng ta sẽ có tên đó là str John và chuỗi này sẽ có giá trị đó chính là mảng array John. Và thực hiện filter đó là John. Và bây giờ chuỗi str John của chúng ta đó sẽ là tập hợp các phần tử value nằm bên trong mảng array John. Tôi sẽ tạo ra một phần ghi chú. Như vậy mảng của chúng ta sẽ có dạng đó là 30, 20, 10 và 60. Tiếp tục chúng ta cần tạo ra đó là phần ngăn cách giữa các ký tự này. Thì để tạo ra phần ngăn cách giữa các ký tự trong chuỗi này thì chúng ta đưa vào cho filter John đó là một ký tự dùng để ngăn cách. Ở đây tôi sẽ thực hiện đưa vào đó là một dấu cộng. Như vậy chuỗi của chúng ta sẽ có các ký tự ngăn cách đó là các dấu cộng. Tôi sẽ thực hiện thêm vào đây đó là các dấu cộng. Như vậy chuỗi str John của chúng ta sẽ có giá trị đó là giá trị này. Bây giờ để kiểm tra thì tôi sẽ thực hiện đó là echo ra chuỗi str John để xem chúng ta có nhận được đó là một chuỗi như thế này hay không. Để echo thì tôi sẽ tạo ra cặp dấu ngoặc nhọn. Tiếp tục sẽ là tên của chuỗi chính là str John. Bây giờ tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Thì các bạn thấy chúng ta đã có các giá trị đó là 30, 20, 10 và 60. Đây chính là các giá trị của các phần tử value nằm bên trong mảng này. Và nó được ngăn cách với nhau đó là bởi một dấu cộng. Bây giờ tôi thực hiện thay thế đó là ký tự ngăn cách bằng một dấu. Chẳng hạn tôi đưa vào đó là một khoảng trắng. Và bây giờ chuỗi str John của chúng ta sẽ có một định dạng như thế này. Đó là được ngăn cách bởi một dấu khoảng trắng. Bây giờ tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt để xem chuỗi str John của chúng ta sẽ có giá trị giống như thế này hay không. Thì các bạn thấy chuỗi của chúng ta cũng đã có một định dạng hoàn toàn giống so với những gì mà chúng ta đã dự đoán. Như vậy thì các bạn cũng biết được
đó là cách để chúng ta sử dụng filter John để thực hiện tạo ra một chuỗi thông qua một mạng có sẵn trong Voltemplate Engine.